Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19, thì vào sáng ngày 9 tháng 3, các bậc học sinh mầm non và tiểu học trên địa bàn của tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt đầu đi học trở lại. Và như vậy là cho tới ngày hôm nay thì toàn bộ học sinh của tỉnh này đã tới trường. Việc này đặt ra nhiều băn khoăn, bởi lẽ các học sinh của các tỉnh thành khác trên cả nước thì vẫn tiếp tục nghỉ học để phòng chống COVID-19. Vậy thì Vĩnh Phúc đã thực hiện việc cho học sinh đi học trở lại thực sự an toàn hay không? Cụ thể như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau của chúng tôi. Trường mầm non xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc. Hôm nay đã bước sang ngày thứ hai, học sinh của trường được đi học trở lại. Giáo viên tổ chức đón trẻ ngay tại cổng trường thay vì ở lớp như trước. Đo thân nhiệt, trang bị thêm khẩu trang, nước sát khuẩn cho trẻ. Khi vào lớp, các em sẽ tiếp tục được nhân viên y tế kiểm tra thêm một lần nữa. Tổng số sĩ số ở trong nhà trường mầm non Sơn Lôi chúng tôi là 623 trẻ. Thế và ngày hôm qua là ngày đầu tiên đến trường thì được 427 trẻ. Vâng. Thế và đến ngày hôm nay thì trường chúng tôi được 432 trẻ, tăng 5 trẻ so với lại ngày hôm qua. Thế và cơ bản là cái một số phụ huynh đến trường thì cũng nhìn vào cái công tác mà đón trẻ cũng như là cái công tác vệ sinh của nhà trường chúng tôi thì chúng tôi thấy là phụ huynh cũng rất là phấn khởi và an tâm gửi con đến trường. Do học sinh khối mầm non học tại trường cả ngày nên từ ngày 9 tháng 3, bếp ăn của trường mầm non Sơn Lôi đã hoạt động trở lại. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, khuôn viên bếp và các dụng cụ, đồ dùng đều được khử khuẩn, vệ sinh sạch sẽ. Để đảm bảo công tác bán trú tại nhà trường, chúng tôi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Trước khi mà thực phẩm được mang đến trường thì chúng tôi nhận thực phẩm tại cổng trường và đưa vào trong nhà trường. Đấy, chứ không để những người mà đưa thực phẩm vào trong khu vực bếp ăn trong trường hạn chế. Thế và cái thứ hai nữa là các cái đồ dùng dụng cụ bán trú là bát, thìa và ca cốc của trẻ là đều được luộc và sấy trong tủ sấy. Thế và khăn mặt chúng tôi cũng được sấy khô. Chúng tôi cũng tuyên truyền với tất cả các giáo viên và các bậc phụ huynh là chúng ta hãy bình tĩnh và phòng chống dịch tốt, đảm bảo vệ sinh cá nhân. Chúng tôi cũng chỉ đạo với lại giáo viên, triển khai cho các giáo viên về tất cả các cái văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác phòng chống dịch. Thế và cũng phân công cái lịch trực đối với lại giáo viên trong nhà trường để mà làm tốt cái công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh lớp học, phòng học và các đồ dùng đồ chơi thường xuyên. Tại trường tiểu học Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, nhà trường cũng tổ chức đo thân nhiệt, theo dõi sức khỏe hàng ngày cho học sinh. Không khí học tập tại các lớp hết sức sôi nổi. Trở lại trường sau thời gian dài nghỉ học, nhiều em học sinh không giấu nổi niềm vui sướng. Sau hơn một tháng nghỉ học, khi đến trường con rất vui vì được gặp lại bạn bè và chơi với các bạn. Còn các thầy cô thì đứng đợi cổng trường, đỡ con vào để mà đo thân nhiệt và cho rửa tay thật sạch sẽ. Con thấy rất an toàn. Con thấy rất vui mỗi khi đến cổng trường, các thầy cô để đo thân nhiệt và dạy con cách rửa tay. Con mang theo bình nước cá nhân của con và khẩu trang y tế ạ. Và con phải học bù rất là nhiều bài nhưng mà con vẫn thấy vui ạ. Khi các con đến trường ấy thì hàng ngày buổi sáng thì chúng tôi có một cái đội đứng ở trước cửa cổng trường đo thân nhiệt cho các con, cho các con rửa tay vệ sinh. Sau đó khi vào lớp thì ở mỗi lớp cũng có một cái đo thân nhiệt và mỗi một lớp, mỗi một em học sinh đều có một cái lọ diệt khuẩn nhỏ. Hàng ngày thì các cô giáo hướng dẫn các con là lau vệ sinh như thế nào. Khi đi vệ ra ngoài, đi vệ sinh về cũng phải rửa tay nước sạch như thế nào, rửa bằng xà phòng theo cái 6 bước hướng dẫn hoặc là rửa bằng cái nước rửa khô. Trước đó từ ngày 2 tháng 3, tỉnh Vĩnh Phúc đã cho hơn 30.000 học sinh của trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn quay trở lại trường học tập sau hơn một tháng nghỉ học. Để đảm bảo an toàn cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục phối hợp với các cấp, ngành chức năng xây dựng và ban hành quy trình phòng chống dịch bệnh trong nhà trường. Sau một tuần đi học thì bọn mình thấy hoàn toàn là yên tâm, bởi vì trong cái quá trình mà nghỉ học thì nhà trường cũng như là sở giáo dục cũng chỉ đạo bọn mình rằng là cho các em đề với cả câu hỏi với các nội dung để các em ôn tập, và thậm chí có rất nhiều các cô đã tổ chức học tập trực tuyến. Thế nên là các em không có vấn đề gì về mặt kiến thức khi mà quay trở lại học.
và mình thấy rằng là mọi thứ đã quay trở lại bắt nhịp hoàn toàn như bình thường. Hiện nay thì học sinh của trường tôi đã quay trở lại trường được một tuần rồi. Trước khi các cháu quay lại trường thì chúng tôi cũng đã cho lao động vệ sinh và đầy đủ. Tất cả các lớp học bây giờ đều được tuyên truyền về công tác vệ sinh, phòng dịch và có đầy đủ các phương tiện như nước sát khuẩn, rửa tay trước khi vào lớp, rồi thì học sinh được nhắc nhở mang theo các đồ dùng cá nhân để sử dụng riêng, không sử dụng chung ở trường nữa. Từ khi học sinh khối mầm non và tiểu học quay lại nhà trường, tỉnh Vĩnh Phúc đã thành lập các đoàn kiểm tra trực tiếp một số trường học đối với 9 huyện, thành phố trên địa bàn. Từ công tác kiểm tra việc phòng chống COVID-19 tại các nhà trường cho thấy có khoảng 96% học sinh các khối mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trường. Công tác chống dịch cũng được các trường thực hiện một cách nghiêm túc. Việc đi học lại cũng là một nhu cầu thực tế của nhân dân cũng như phụ huynh học sinh. Sau thời gian mà các em ở nhà tương đối là dài 5 tuần thì cái chuyện nhu cầu đi học lại nó là có tất yếu. Và thứ hai nữa là cơ bản cái quan trọng nhất là cái môi trường tổ chức công tác phòng chống dịch cũng như môi trường ở tỉnh được các cấp các ngành đánh giá là thực hiện tương đối tốt. Cái quy trình phòng chống dịch cũng là môi trường để tiến hành các cái hoạt động sản xuất nói chung và kinh tế xã hội nói chung, trong đó là có đảm bảo môi trường giáo dục. Với cái cấp học mầm non thì các cháu còn bé, khả năng gọi là phòng tránh hay là tự chăm sóc bảo vệ bản thân thì nó không có nhiều, thế cho nên là phụ huynh thường lo lắng. Thứ hai, với các cháu thì vừa rồi trong cái giai đoạn vừa rồi thì cũng nghỉ tương đối dài, nhưng đa số các gia đình cũng có cái chuyện gửi ông gửi bà, thế cho nên là vẫn còn có điều kiện tạo thuận lợi được cho việc trông các cháu về cái cấp mầm non. Thì với tiểu học thì như thế là chúng tôi thấy là phụ huynh cũng rất là ủng hộ và tin tưởng, sĩ số đi học tiểu học cũng trên 97%, cũng tương đối là tốt. Thì trừ một số cháu có thể là vì đang chuyển mùa đấy, các cháu nó cúm hoặc là mệt thì các cháu nghỉ, cái chuyện đấy thì cũng được cả ngành y tế ngành được chỉ đạo khuyến cáo, cho nên về mặt tâm lý thì ngành cũng chưa có vấn đề gì phải thấy khó khăn. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kịp thời nắm bắt, thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của tỉnh, hướng dẫn của ngành y tế, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh.